Chào các bạn đến với kênh Anime Thần Tiên. Hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu nội dung bộ phim Thục Sơn Kỳ Tiên Lục nhé. Phim Thục Sơn Kỳ Tiên Lục ra mắt giữa tháng 12 năm 2021. Nội dung của phim kể về cuộc đời của chàng thanh niên Lý Hạo Bạch, đất Thục thời nhà Đường. Bộ phim có đồ họa đẹp, kỹ xảo bắt mắt, nội dung hay, được khán giả vô cùng yêu thích. Ở thời kỳ này, biên giới hỗn loạn, Lý Hạo Bạch ôm giấc mơ trở thành đại tướng quân bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện ước mơ, cậu đã cùng huynh đệ của mình là Hồ Kiến tiến về Hàm Cốc Quan tham gia chiến trận với yêu ma. Cùng thời điểm ấy, yêu nghiệt nhân loạn thế gây rối, lão đạo sĩ Tiêu Giao Tử trừ yêu diệt quỷ khắp nơi cũng đang tiến về Hàm Cốc Quan. Mà ở Trường An xa xôi, lão đạo sĩ Thuần Quốc Sư Lửa Hoàng Thượng lợi dụng quyền thế bắt long thú để luyện tiên đơn. Lý Hạo Bạch vô tình bị cuốn vào cuộc chiến, dung hợp với ly châu từ trong cơ thể của long thú, trở thành mục tiêu của biết bao kẻ ham muốn tu tiên. Không những là Thuần Quốc Sư muốn bắt mà còn nhiều người trên giang hồ muốn đoạt lấy ly châu tu tiên. Trong lúc cùng đường, Lý Hạo Bạch được Tiêu Giao Tử ra tay cứu giúp, ông cảnh cáo Lý Hạo Bạch, nếu không lấy ly châu ra, trả ly châu lại cho long mạch trời đất. Cơ thể cậu phát nổ trong vòng 30 ngày. Đến lúc đó thiên hạ sẽ gặp tai họa lớn. Trên đường đến Hàm Cốc Quan cùng với Hồ Kiến, hai người gặp được A Y Mục, thiếu nữ lang thang người Tây Vực. Ba người kết bạn, cùng nhau tiến đến Hàm Cốc Quan. Tiêu Giao Tử vì để bảo vệ ly châu, cũng đành đi theo tùy cơ hành sự. Trên đường đi, bốn người nhiều lần thoát khỏi truy sát của thuộc hạ Tuấn Quốc Sư. Trong lúc đó, Lý Châu cũng dần hợp thể với Lý Hạo Bạch, cậu vô tình dị hóa thành Hắc Long. Cùng thời điểm ấy Bạch Long xuất hiện, Bạch Long tượng trưng cho mặt trời xuất hiện, bám lấy Lý Hạo Bạch. Bạch Long cố tình làm cho Tiêu Giao Tử rời khỏi Lý Bạch Hạo, để ông truy tìm bí ẩn về Bạch Long. Tin tức về Lý Châu truyền khắp thiên hạ, có Lý Châu trong mình, Lý Hạo Bạch bị kỳ nhân dị sĩ khắp giang hồ đuổi giết. Hành trình tu tiên của Lý Hạo Bạch bắt đầu từ đây. Hãy cùng Anime Thần Tiên theo dõi bộ phim này nhé. Nhớ ấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình nha. Cảm ơn mọi người. Nơi đây là Sư Sơn. Tôi là Thánh Môn Giáo Chủ. Các bạn đừng giận tôi. Thiên Ma Yên Đạo, Cửu Quân Đấu Trận. Xuất hiện rồi, Lý Chủ. Hạ Bối Tử, hãy thử hầu tôi đi. Yêu Quái Sư ở đâu? Tôi muốn ăn đại rô. Nếu cô ta đem Lý Chu cho tôi đi thì tôi sẽ đâm cô ta chết đau. Da không có tội, phụ nữ có tội, tôi có tội. Tiểu nhị tôi một cái cổ, cả nhà một phát hai tán. Tìm được rồi, Long Sâu, chính là các người ác mộng. Có phải cảm thấy tôi thần công đại sự? Có phải cảm thấy tôi anh minh thần vũ? Chúng ta cũng phải đi Hàn Quốc quan, bảo gia vệ quốc, lập công lập nghiệp. Bảo gia vệ quốc, lập công lập nghiệp. Bây giờ anh là một con hổ bảo bối. Này, tôi cảnh cáo anh, anh đừng đến đây. Anh còn đến? Đô Đô muốn làm gì? Đô Đô, anh thật sự là một con thú. Không. Anh tốt nhất nên đi theo tôi. 有一万种你不喜欢的方法，我家里老母鸡炖在锅里都会回去啊！那正好啊，我和你一起回家吃鸡。哥，我能有什么事？我现在浑身充满力量。真没事啊？没事，走。我带你去见门关，吃好吃的。走。老板，你帮我救。找到了。嗯。 这世上不仅有伤患，还有仙和魔。匹夫无罪，怀孕有罪，搞不懂为什么那么多人要修仙。没想到传说中的黎珠真的出世了。恭喜掌门，您今天赐一宝，助掌门修炼一臂之力，掌门大功告成，指日可待。现在急急如律令。 找到黎珠了，这下发达了！妖魔鬼怪都不怕，还怕你们？